để phân biệt phễu phản dội hay không. Thì anh em búng vào phễu nha. Rồi. Đấy, búng vào. Khi nó thật âm thì nó sẽ không bị phản dội. Còn cái phễu bị phản dội thì chúng ta búng vào nó sẽ bị pinging 15 hoặc 30 giây tùy theo độ to của phễu. Để tôi gõ này. Nó không bị choang choang, không bị pinging, là phễu thật âm. Đây là phễu nhựa chống phản dội. Chống phản dội âm tép. Đây là cặp triệu 2 phễu nhựa êm ái. Củ cao cấp China. Để mà nhận diện là cái loa của chúng ta bị phản dội hay không, ta búng vào phễu biết ngay.